mời mời em gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi, công việc của em là điều dưỡng. Hiện tại em đang công tác tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em ở đâu? Dạ em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Thảo 26 tuổi làm điều dưỡng ở Bình Thạnh. Mà bạn trai? Em tên là Đoàn Tiến Vương, năm nay em 32 tuổi, em là dược sĩ, hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp. Quê em ở Khánh Hòa. Hay quá, cũng cùng ngành nghề ha. À, em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không là nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Chắc rồi à. Em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ thì em biết làm hết. Có tật xấu gì không? Thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy. Hả? Ngáy lớn không? Nhà nói thì chắc là em là ngáy lớn á chị. Anh ngáy lớn lắm hả anh? Điều dưỡng lo à. Về phải điều dưỡng ngáy là mệt. Có cách nào trị bớt ngáy không em? Có chị. Tại có một cái mẹo nằm ngửa ra thì mình sẽ ngáy, mà nằm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy. Mà em ngủ nghiêng, em hay nằm ngửa về bên trái vậy? À vậy dạ. Hả, nằm nghiêng. Có điều dưỡng đây sợ gì? Rồi em gái, khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em, tại vì em là một người sống tình cảm, cho nên là em rất là dễ bị xúc động. Dễ khóc, hít thở thật sâu. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình, hồi còn sinh viên thôi ạ. Cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ. 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai? Do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi, có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi. Nhà em ở Củ Chi, sáng em đi rồi chiều về là tới chiều rồi, không có cơ hội tiếp xúc. Em thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha. Dạ em cũng hy vọng. Trai, bạn mới mối tình rồi em? Dạ em thì tính ra em ở Sài Gòn này là 14 năm thì cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết 3 mối tình. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Cuộc tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ cách đây cũng 1 năm chị, cũng quen nhau trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà trên trang á chị. Vậy thì cũng trên trang bạn quen hò đó ha. Dạ. Sao chia tay? Em thì rất là chiều chuộng bạn gái, nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược, không có chính kiến. Tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy, chứ không phải là lý do là gì hết. Đó là lý do bạn gái chia tay. Chưa hợp, chưa đủ duyên, thôi bỏ qua chuyện cũ. Dạ. Ha. Bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dạ mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65, tính tình thì không gia trưởng. Nói nhiều một chút xíu, có tính hài hước. Em không thích là bạn trai để móng tay dài, nói chung là nhìn bê bối. Em không thích cái đó. Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha. Có móng chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ em chắc 1m60 gì rồi. Rồi 60 là thiếu 5 phân rồi được không em? Tóc anh có vuốt keo lên không anh? Tóc mình không có vuốt. Có lầu vuốt. Nói chung vuốt nó cũng lên. Cũng không nhiều lắm. Sao? Xong cảm em. Trời dạ, ơi. Dạ. Tụi người ta tốt với mình, ta thương yêu mình được rồi. Dạ, em nghe chiều chuộng là em thích rồi. Rồi, bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người thương yêu mình là được chị. Tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác. Đúng rồi. Anh quan ơi. Quan trọng không phải là hình dáng mà là trái tim. Dạ. Chào chị. Nói cao nhiêu? Em 1m6. Mét sáu hả? Dạ. Vú keo cũng không được ha. Thôi không sao. Dạ. Mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Mình phải chăm sóc bạn gái mình. Trai mặt rồi. Kỹ vô. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Cũng tình cờ như hôm bữa là em đi uống nước. Thì có một ông thầy. Nói chung là ông nói em là đã 3 cuộc tình. Thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết. Rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ. Dạ. Ủa cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không? Dạ thưa chị là em cũng đi coi thầy rồi. Một là năm nay hoặc là 2 năm sau ạ. Anh ơi, một là năm nay, hai là 2 năm sau nha. Phải là 1 trong năm nay. Dạ. Còn không là 2 năm sau. Chứ còn mà đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha. Dạ. Hai người đi coi thầy hết hả? Không, em thì tình cờ chứ em không có đi coi. Ủa em có trang điểm hả? Dạ thì cái này là có. Tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn. À là coi thầy luôn đó hả? Không, mẹ em nói là kêu ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không. À, làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng gần 1 năm. Là thấy tốt hơn không? Dạ, thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết, không phải thời gian. Rồi, bây giờ lấy nhau về là mình làm dâu không em? Dạ, nhà em thì không có làm dâu, công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt. Rồi. Còn ba mẹ thì có kêu vô cũng không chịu vô. Rồi, thôi anh được ơi rồi. Không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh? Đó, làm rể được không? Được em, tại vì nhà anh ba người con trai là. Ba má chưa mà nội bắt. Dạ không, có mẹ em, chúc mẹ. Trời ơi,
rể nuôi mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bác rể không nha, đàn gái đại diện ơi. Thì hôm nay em đi với mẹ, với mợ, với chị đồng nghiệp. Rồi. Bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi mời đại diện đàn gái. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo. Thì nói ngay Phương Thảo thì đi làm suốt à, về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm. Tại vì bé Thảo còn phải học thêm nữa. Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn. Cái gì cũng mẹ lo hết luôn á. Nên là nó là con gái út ở trong nhà nữa. Nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu. Nhưng mà vụ bắt rễ này coi con bắt rễ chứ mà. Tùy nó thôi, hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết. Rễ này bắt về được không? Đó là tùy nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa. Về nhà có chỗ ở không cô? Có chứ. Củ Chi mà. Ở Củ Chi. Dạ cũng ra đất đai rộng rãi. Đúng rồi, đúng rồi. Có làm vườn gì không? Nhà chỉ chăn nuôi thôi, không có nuôi làm vườn. Nuôi gì cô? Nuôi bò với nuôi heo. Rồi về thích nuôi bò, nuôi heo. Dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được hết. Được rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với lại hai em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Cường, là em ruột của anh Vương, cũng là đồng nghiệp trong công ty. Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương. Chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn. Trời ơi, hay quá. Nó chọn thì ảnh nấu đồ ăn cho tụi em. À. Ảnh thì rất là chịu khó. Thấy không, em trai đẹp cũng trai không em? Đẹp trai không? Chơi đẹp. Ảnh đẹp như vậy luôn á. Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp không? Thì em thấy hợp, cũng mong hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không? Ha? Ôi em gái, dễ thương quá. Em hình dung anh này sao? Dạ 1m60 cũng hơi tròn người. Không có tròn. Không có tròn. Một người sạch sẽ nè. Tại nãy em nghe vụ chân mày chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không anh? Cái tóc á, tóc. Thôi, chuyện tóc bỏ qua đi. Anh bởi đôi khi mình cũng muốn cũng không như ý muốn đâu. Đúng em. Đủ xài á anh? Đủ xài. Dạ vậy được. Nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh. Vậy đó. Dạ. Vậy đi. Anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha. Em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn, chăm sóc bệnh nhân nữa ha. Điều dưỡng là tốt lắm. Rồi, anh thấy hai bên hợp đó nha. Hợp cho gặp nhau đây Linh ơi. Mình mở rào đi. Dạ em chào anh. Cảm ơn quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Dạ trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi. Dạ. Khi nào gặp anh là nó là của anh. Rồi cảm ơn em. Quà gì vậy em, mở ra coi nó cái gì. Dạ một cái ví vậy. À ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em đứng lên em đo với bạn trai coi. Dạ thì em chỉ nói là em 1m60 nhưng mà em là 65. Dạ đúng rồi, anh là hơn 1m6 luôn rồi. Vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông? Sợ cái lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị. Thử lòng bạn gái mà. Sao ông đã khai đại nhiều tóc đi. Cái là em ở Bình Thạnh luôn. Em ở Củ Chi anh. Không, ý là em ở là từ Củ Chi sáng chạy xuống. Dạ từ Củ Chi sáng em chạy xuống chiều em về. Sao thế? Dạ nếu có bạn trai thì khác. Dạ có bạn trai thì đón em mình. Dạ đúng anh rồi. Thì anh ở ngay Lê Quang Định đó. À Lê Quang Định hả anh? Dạ kế bên dạ. Luôn. Dạ kế bên luôn. Anh nhớ em tên gì không? Em tên Thảo. Dạ 26 tuổi. Dạ. Em nhớ tên gì không? Dạ anh tên Phương. Dạ nhớ. Mỗi buổi sáng là em thường đi ở trên đó, em đi mấy giờ mới xuống tới đây được? Dạ khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh. Dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn hò thì sao em nhỉ? Nói chung là thời gian em có thể chủ động sắp xếp được. Hẹn Củ Chi hay hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy. Hẹn bệnh viện nó cho nó gần. Ông bướu đó anh. Ý là ví dụ như hẹn Củ Chi thì sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn. Em thì làm việc giờ hành chánh, có trực đêm nữa nhưng mà mỗi tuần một lần thôi. Dạ. Còn những ngoài giờ hành chánh thì 4:30 em được tan ca rồi thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như 4:30 tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về Củ Chi. Khuya là mình đưa về rồi mình chạy về ăn mình. Dạ. Dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm trong dự định của anh ạ? 80. Còn chủ yếu là ví dụ như hai người mà nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không. Thực ra thì ba mẹ hay với nội thì cũng muốn là có cháu dâu. Thầy bói người ta đã coi cuối năm là phải cuối năm, còn không là phải 2 năm nữa đó. Thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng một tuần sau thì được chương trình gọi lên casting.
thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên, nên mình cũng muốn cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu, nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến. Dạ, em cũng hy vọng là mình đến đây là một cái duyên rồi, còn có nợ hay không là do mình thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cô gái cũng rất là thông minh, chín chắn đấy. Tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tay hợp lạnh. Lý nha. Hả? Cảm giác sao em gái? Phải lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm hả? Người ấm người lạnh dạ. Hả? Bây giờ hỏi xin phép mẹ lại coi. Xin phép mẹ một lần dạ, nữa coi là... Xin phép cô thì cho con được hẹn hò để tìm hiểu nhau với Thảo. Rồi xin tiếp thêm miếng nữa đi. Xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa. À, xin phép cô. Làm như hôn con nữa. Hôn đâu bên đây vậy? Má đi nào. Đây là chào, để giới thiệu bản thân mình ha. Họ tên, công việc, quê quán. Dạ em tên là Đinh Ngọc Thảo Vy ạ. Công việc của em là dược sĩ. Dược sĩ nhà thuốc đó chị. Dạ. Quê quán là dạ. Hiện tại thì gia đình em sống ở tại Lâm Đồng. Người thứ hai. Đà Lạt Lâm Đồng. Là em làm ở Lâm Đồng luôn. Dạ không, em làm ở thành phố Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thường mấy người mà em mới dạ, của em thì là nó sẽ không có cho vô tại thì liền đó. Tại quận Bình Thạnh. Là em tạo rút xong mới cho em đi, làm nhà đi thuốc đi cho giống như mình bán thuốc cho người ta hay là mình mở dạ, dạ, em bán thuốc cho người ta, em là giáo viên á. Vì ý là em xin đi nhanh vào lúc nào rồi thêm à? Em xin năm bao nhiêu? Dạ em không có cho phải không ngay từ đầu luôn á. 95 ạ. Hoặc là kết thúc cái đoạn chat này thì mới rồi em giới thiệu một chút điểm mạnh điểm yếu của em nha. Dạ điểm mạnh hả? Dạ vui vẻ hòa đồng. Nói chung là trong trong công việc thì rất là nghiêm khắc, nói chung là em là con người có tinh thần và trách nhiệm cao. Em cũng không có quá công toàn trong công việc khác. Điều nếu thì nói chung thì khác, nói chung là thời gian đầu thì em có vẻ hơi nhát, nhưng mà nếu như mà hơi nhút nhát khoảng thời gian đầu thì em có hơi nhút nhát nếu mà gặp người lạ, nhưng mà sau đó thì vẫn sẽ thì thời gian đầu thì em có vẻ hơi nhát, nhưng mà nếu mà hơi nhút nhát thì em tính nhút nhát vào thời gian đầu thôi, còn khi mà quen rồi thì em vẫn thoải mái, đặc biệt là vẫn dễ để giao tiếp với người là quen. Em có hai mối tình rồi, tại sao chia ta? Em có hai thời gian đầu hai mối tình rồi thì cũng dễ mà chị dễ tình kiểu như người ta dễ làm dễ giống đang a mối tình bởi vì còn hai tao kẹt ở ngoài quê còn một mối tình hai vì ăn muốn vấn về tất cả em. Em chủ động chia sẻ đừng chờ bên mình hỏi nha, ví dụ chị hỏi em dạ. Là tình trường thì em cứ chia sẻ thoải mái chia chờ mình hỏi nha, mình hiểu không? Hỏi nha dạ. Chị chỉ là hỏi em về tình trường chứ không phải chị hỏi em về tình trường thì em cứ chia sẻ thoải mái, nói chẳng chia sẻ thoải mái nhiều trên sân khấu mình thì hỏi nghe nói nha, rồi chị hiểu không? Em lý giải về em á, tại sao tham gia chương trình nè, rồi em chia sẻ về cái lý do tại sao em không tìm được bạn trai ở bên ngoài mà phải tham gia chương trình đó, rồi hình mẫu em mong muốn là như à dạ vâng à, em tham gia chương trình là mong muốn là kết thêm bạn, nếu như mà kết được một người yêu mang về thì càng tốt, tại vì là công việc của em á thực sự là em rất là bận, giờ giấc nó cũng không có kiểu như là ổn định, tại nói chung là em đi làm ca là 8 tiếng một ngày. Nhưng mà có điều là em lại là quản lý nên thành ra là công việc của em nó gắn liền với cửa hàng, thời gian nó nhiều hơn là kiểu là thời gian cá nhân cho bản thân, nên thành ra là em không có thời gian mà đi tìm hiểu hay là làm quen với nhiều người. Trong quá trình tiếp xúc đồng nghiệp thì vẫn có, nhưng mà đa số là công việc của em là đồng nghiệp nữ thôi, đồng nghiệp nam rất là ít.
với là thêm một phần nữa là khi mà em làm quen với các bạn nam khác á, thì người ta có những cái nhu cầu đòi hỏi em không đáp ứng được, nên là em thấy là mình không phù hợp với mình, nên là em dừng cái việc tìm hiểu bên ngoài lại thì tập trung vào sự nghiệp. Thì trong khoảng thời gian tập trung vào sự nghiệp thì lại là em lại không có bạn trai, thì ba mẹ thì cũng hy vọng là em có người yêu thôi, chứ ba mẹ cũng không có hối gì hết. Thì hình mẫu của em mong muốn là một người có công ăn việc làm ổn định, bằng cấp tương đương với em càng tốt. Tại vì nếu như mà hai vợ chồng mà có hai người yêu mà có kiểu bằng cấp tương đương thì sẽ dễ nói chuyện hơn trong công việc và dễ thông cảm nhau hơn trong nhiều vấn đề giao tiếp, rồi đối nhân xử thế với mọi người và gia đình. Thì em thích một người hiền lành. Nếu như mà anh vui vẻ, hoạt ngôn hoặc là lãng mạn thì càng tốt. Còn nếu không thì anh chỉ cần hiền lành, biết thương gia đình, biết chăm sóc, biết lo cho gia đình. Và em thích người đàn ông biết nấu ăn. Còn nếu như không biết cũng không sao. Nói chung là cái việc mà nấu ăn ấy thì là hai đứa đều biết ấy, thì san sẻ cho nhau. Nói chung là em thích một người có thể là san sẻ với mình trong công việc nhà và cái việc mà đi làm là tâm sự, tìm hiểu nhau. Em không có hy vọng với là bạn nam đó là một người kiểu như là gia đình là ở ngoài Bắc, xong rồi lấy vợ xong rồi bắt buộc bạn gái phải về theo ở ngoài Bắc, tại vì nhà em chỉ có hai chị em gái, nên là em không có mong muốn là mình lấy chồng xong cái mình phải đi theo chồng ra ngoài tận ngoài Bắc hay là miền Trung. Ví dụ như là nếu như mà hai vợ chồng tới được, nhưng như em người yêu mà tới được với nhau thì em hy vọng là anh có thể là ở trong Nam, ví dụ ở Sài Gòn, hai đứa đồng nghiệp trong Sài Gòn ở đây thì tốt. Còn nếu như mà bạn những bạn nào mà có mong muốn mà giữ người yêu với bạn gái về ở quê thì em chắc không phù hợp. Em không thích những bạn nam có tính gia trưởng. Nói chung là nhìn thế nào? Rồi công việc bạn đó thì sao em? Có nghĩa là em cũng thích người có cùng trình độ ha? Dạ đúng rồi, còn nó thấp hơn một xíu cũng được. Chứ cũng không nói chung là em là cái gì? Dạ em đại học. Muốn sĩ, thạc sĩ hả? Dạ em đại học thôi chị. Dạ em đại học dược thôi ạ. Thì nếu như bạn nó cao đẳng cũng được không sao, nhưng mà quan trọng là cái cách mà bạn ấy giao tiếp với người khác, đối nhân xử thế, với là cái lời nói của bạn ấy trình mực có văn hóa là cũng rồi. Em độc thân nên là em cũng hy vọng là gặp một người độc thân. Nếu như mà người đàn ông mà đã có một đời vợ cũng được, nhưng mà nếu như mà chưa có con thì không sao, nhưng mà nếu như mà có con thì chắc lại không. Rồi được rồi em. Rồi ok em được rồi ha, phần cát của em xong rồi đó, nếu được chọn chương trình liên lạc lại rồi hướng dẫn tiếp cho em nha. Cảm ơn chị. Mời bạn chia sẻ về bản thân mình ha, họ tên, công việc, quê quán của mình, rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Dạ rồi, em chào mấy anh chị ạ. Thì họ tên đầy đủ của em là Nguyễn Lê Minh Hiền, sinh ngày 23/7/1992. Thì hiện tại thì em đang sống với ba mẹ ở Bà Rịa Vũng Tàu, còn đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là chuyên viên bên chính sách vận hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Rồi em nói điểm mạnh, điểm yếu nha em. Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu thì hơi nhút nhát, chưa có nói chuyện một cách lưu loát lắm. Rồi, chị chia sẻ về đường tình duyên của mình luôn giùm chị ha. Có bao nhiêu mối tình rồi, tại sao chia tay? Em chủ động em chia sẻ nha. Bên chị sẽ hỏi, nhưng mà khi nào thiếu thông tin thì mới hỏi thôi. Dạ giống như thì hiện tại thì mối tình chính thức ấy, thì em cũng chưa trải qua, chỉ là những mối tình là bình thường với chị, cứ giống như là nói chuyện một hai lần xong rồi cảm thấy không thích hợp nên là không nói chuyện nữa, dạng giống như vậy á, chứ cũng chưa trải qua mối tình nào chính thức hết á. Nên hôm nay em lý do tại sao không có tìm được người phù hợp. Thì giống như là môi trường làm việc của em, thứ nhất là cũng ít bạn nam, rồi không có thời gian đi chơi này nọ, nên cũng không chưa kiếm được người phù hợp với mình. Rồi có khó tính không? Vậy em đưa ra những cái tiêu chí của em đi, tiêu chí em như thế nào?
Dạ em cũng dễ tính lắm chị, không có khó lắm đâu. Thích người như thế nào vậy, mô tả đi, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Dạ ngoại hình thì cao từ 1m7 lên là được. Rồi có công việc ổn định, có chí cầu tiến, có tính độc lập, tự chủ. Gì nữa, gì nữa? Công việc, tuổi tác, quê quán, tuổi rồi như thế nào, công việc thích việc gì, không thích việc gì hay không? Dạ công việc thì giống như em mô tả trong bản là bác sĩ hoặc là kỹ sư hoặc là tự doanh nếu có. Rồi mấy người đó ta đi làm công tác suốt ngày em chịu được không? Dạ được chị. Thì em có không em? Khu vực nào thì được? Dạ trong miền Trung hoặc là miền Nam mà được. Đi theo chồng được đó đúng không? Dạ công tác ở Sài Gòn đó chị. À ai đang ngồi nhắc tuồng em vậy? Dạ đâu có đâu chị. Ủa thật nghe cái gì mà ai nói cái bên vậy ta? Thì nó có mấy chị phía sau thôi chứ mà. Đừng có ai nhắc nha, tại nhắc cái đó là tiêu chí của người khác chứ không phải của em đâu. Ừ. Nhiều khi nếu mà cái khu vực của em ngồi đang đông người thì nên tìm một cái vị trí nó kín đáo một chút để mà mình chia sẻ những cái vấn đề riêng tư. Nhiều khi mình thích bạn trai phải đẹp trai, sáu múi hay là gì đó thì mình lại không nói được, hiểu không? Nó lại không có đúng với em, tụi chị không biết mà em đang cần gì. Rồi thì điểm em không thích ở bạn trai là gì? Không thích là hút thuốc nè, với gia trưởng thôi chị. Em chỉ đơn giản vậy thôi chị ơi. Rồi, em ca hát được không? Dạ, không chị, em hát cũng dở lắm nên là ít khi nào em hát đó. Chị có tài vẽ gì khác không? Hồi xưa thì em hay chơi đánh cờ này nọ, cũng biết thêm một ít à. Còn sau này thì giống như đi làm nhiều quá nên là cũng bỏ lơi đi cái đó, ít chơi lại á. Rồi. Ok em rồi, chọn chương trình liên lạc với mình sau nha. Cảm ơn. Yeah,